Chào tất cả các bạn nhé, hôm nay đi hội đây. Hội rất tuyệt vời đây. Các bạn có xem kênh của mình cho mình xin một like, một đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Coi ảnh Bác Hồ này, rước ảnh Bác Hồ nhá. Đồng ra đây. Thế nào sinh nhất trường ta quay nhiều. Hello, chào mọi người. Đông dần đây. Cháu ơi. Nhai. Đi, đang rước đi. Đông dần đây. Đông kinh khủng luôn. Công nhận toàn rước đông thật đấy. Bạn học sinh các cháu đông kinh khủng luôn. Hello. Kênh Duyên Béo nhá, về xem kênh Duyên Béo nhá. Nhiều người rước thế. Đấy, ngài ngồi trên đỉnh chỗ này. Kỳ lễ nhiều chưa? Đấy, đồng thế. Đồng như kiến luôn, như quân nguyên luôn. Đồng chưa? Đồng luôn. Rước ở trong chùa này. Đấy, rước ở trong chùa này. Đấy, rước trong chùa kìa. Công nhận đông thật đấy. Đông kinh khủng luôn.
thuế. Quá đông luôn. Còn đầu lắm. Chúng ta chuẩn bị, hai bên chuẩn bị, bắt đầu. Bay rồi, bay thế là quá đúng rồi. Nhất thắng. Nó đỏ là đôi trà đã nhất thắng. Một keo đầu đời hết. Ông Đô Nguyễn Duy Theo. Hai ông Đô nghe chấm cho này. Ba ra ra vào. Bắt đầu. Đó rồi,
công bố cho mặt vừa qua là đầu leo giải nhất Đô Trà đã toàn thắng. Mời cụ đại diện cho dân lên trao giải. Và mời Đô Trà và Đô vừa rồi hai ông Đô dù rằng cuộc hay thua có khán giả coi như là ủng hộ của hai ông Đô và ông Đô 100. Này mời hai ông Đô tới đây. Mấy ông 100, ông được 100, ông thua được 100. Thưởng. Mời quý vị khán giả, đây là đầu leo giải nhất Đô Trà Giáp Ngũ đã toàn thắng. Mời quý vị khán giả cho một tràng vỗ tay.